Xin chào mọi người. Mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm món Việt Nam cho chồng mình ăn nữa này. Hôm nay thì mình sẽ làm món thịt gà kho với lại giềng á. À không phải giềng mà là gừng. Thịt gà kho gừng của người miền Bắc á. Không biết ở miền Nam thì có ăn cái món đấy không, nhưng mà ở miền Bắc thì thường thường là ăn nhiều hơn. Còn ở miền Nam thì hay ăn cái món gà xào xả ớt à? Trước đây thì mình có nấu cho chồng mình ăn một lần á. Anh ấy khen ngon á. Hôm nay thì lại làm tiếp một bữa nữa. Bây giờ mình đang chuẩn bị cho cái con gà này vào luộc qua một lần này mọi người. Gà này thì mình mua ở siêu thị á, không phải là 100% gà ta, cho nên là ăn thịt nó cũng không được như gà ở Việt Nam đâu. Mình sẽ luộc qua một lần rồi mình sẽ đổ cái nước này đi. Mình sẽ bỏ vào đây một ít tỏi này, gừng, mắm thì dùng cả hai loại, mắm Chinsu của Việt Nam với lại mắm của Hàn Quốc. Tiêu bắc cho nó thơm này. Vì ở đây không có kẹo đắng cho nên là mình phải lấy đường mình cô vào này mọi người ơi. Để tí nữa cho cái màu nó đẹp á, nó vàng vàng ấy. Chứ không cho cái này là màu nó có trắng ngọt nè. Mình sẽ bỏ vào đây một quả ớt này mọi người. Ớt này là ớt hồng, nó không có cay mấy. Sau một thời gian nấu thì bây giờ nó sắp được rồi này mọi người ơi. Thơm mùi giềng này, thơm mùi gừng này, cứ nhầm với giềng với gừng này. Gừng thì thịt gà, còn giềng thì thành thịt chó luôn rồi. Ở đây mình có mua thêm được một bát bún bò Huế nữa này mọi người ơi. Cực kỳ ngon này. Còn đây là thịt gà của chồng mình này. Thịt gà kho gừng á, nhưng mà hình như mình cho quá tay đường hay sao ấy, nó hơi màu, nó hơi tối một tí. Rau xà lách mình trộn với này một ít gia vị cay đó mọi người. Còn đây là kim chi Hàn Quốc này, cực kỳ cay luôn á. Xin chào mọi người. Mời mọi người ăn tối với hai vợ chồng. Hôm nay thì lại không có bọn trẻ nữa. Hôm nay thì nhà mình cũng ăn đơn giản thôi mọi người ơi. Hôm nay thì mình đợi chồng mình anh ấy đi làm về ăn cùng với mọi người. Ăn một mình buồn à. Bún bò Huế mình để ở đây này. Chồng mình anh thích ăn món gà xào với gừng của miền Nam mình lắm. Trước đây mình làm ăn một thứ, ăn thử một lần. Thế chồng mình anh khen ngon, thì từ ngày đấy anh hay bảo mình làm. Mình sẽ ăn bún bò Huế trước. Đấy, món bún bò Huế là món tủ của mình luôn đó mọi người. Cực kỳ thích hơn là ăn phở luôn á. Mời mọi người ăn cùng mình nhé. Cay quá. Hôm nay chồng mình anh này uống bia đó mọi người. Mình là người miền Bắc nhưng mà mình lại rất thích ăn cái món bún bò Huế này mọi người. Cái món này thường thường ở trong miền Nam với miền Trung á. Ở miền Bắc thì có phở Hà Nội, phở bò, phở tái. Bún bò Huế. Bún bò Huế. Có 괜찮아요? Mình hỏi anh ấy cái món thịt bò, thịt gà kho có được không? Anh bảo ăn được. Cái trong 닭을 뭐라고 해? 닭. 가. 가. Thịt gà kho. Bắt tay lại. Phở bò, phở gà. Phở gà hả? Phở bò, phở gà. Cơm xào gà. Thịt gà. Cơm xào thịt gà. Cơm xào thịt gà. Tạc bột cơm bắp. Ừ.
ấm dạo tích bổ. Ông cay quá. Vừa nãy mình bỏ cái gói cái gia vị bún bò Huế này, bỏ vào nhiều quá cho nên nó cay. Còn 6 tí cơ. Mọi người có nghe thấy chồng mình nói gì không? Ông bà thái xin mà đây bảo. Còn 6 tí cơ. Cơm xào thịt gà đó mọi người. Hai vợ chồng cũng ly không? Bỏ thay vào vô. Nó phát cho cơm. Thích ăn cơm mà lười đi lấy. Giờ mình thử ăn xem cái miếng thịt gà của mình xào có ngon không nè. Cái món này là giống ở bên Hàn đó mọi người. Ở bên Hàn nó cũng có cái món gà xào với nước mắm như thế này nè. Nhưng mà người ta không có cho gừng. Với lại người ta cho cả miến vào đó đó mọi người. Tên tiếng Hàn là chim tạc á. Ăn được chim tạc. Ăn được tốt quá nhỉ. Thế nên vì nó ngon lắm. Mày stop à. Món này ngon lắm mọi người. Cơm xào thịt gà. Bảy cô kia thôi cả. Vâng. Cho chồng mình anh ăn thử miếng thịt bò này. Bò. Thịt bò. No. Thịt bò. Cái bún bò Huế này mình không biết làm nha mọi người. Tại vì mình là người miền Bắc mình không biết làm. Nếu mà học thì chắc là cũng làm được nhưng mà thấy nó kỳ công. Mình mua của cái quán cái chị này, chị bán có bình thường là có 5.000 một bát thôi mọi người. Một 5.000 là 5.000 là tương đương với 100.000 tiền Việt Nam á. So với ở đây là rẻ lắm mọi người. Những quán khác là người ta bán 7-8.000 cơ. Chị này chị bán có 5.000 à. Cái gì chị cũng bán rẻ á. Mọi người ở Việt Nam mình dạo này có biết cái tin cái bà nào nhỉ? Mình không nhớ tên nhưng mà cái chị mà cứ cầm cái biển này nè. Cầm cái biển nói là tôi muốn đa đảng á. Trời, cái bà đấy cũng ăn chửi suốt à. Lấy chồng sang đây được khoảng 7-8 năm rồi đấy, gì đấy hay sao đấy. Suốt ngày đi cầm cái biển tôi muốn đa đảng rồi đi. Rồi quay lên Facebook nhé. Cái bà đấy mình thấy nhiều. Không biết bà ấy chỉ là một người dân bình thường nhưng mà sao bà ấy lố quá trời. Ở Việt Nam mình giờ đang sống yên lành như thế. Tự nhiên cứ nhiều người ta bảo cái bà đấy là phản động đó mọi người. Cứ muốn nhà nước mình nhiều đảng giống như ở những nước khác á. Mà cái bà đấy không? Bí quần mà. Còn live stream đó mọi người. Live stream xong rồi kêu gọi mọi người đó. Bí quần hát được 1.000.000 mà không ra. Nhưng mà có ai theo bà ấy đâu. Toàn người ta vào người ta chửi bà ấy không à? Người bảo là phải có đa đảng thì mới có con người mới có tự do đó. Bó tay mấy cái bà này. Ở nhà yên mình nuôi chồng nuôi con đi này còn. Dạo này trên lên Facebook toán thành phần như vậy nhiều lắm mọi người. Mấy cái bà Việt Kiều cũng thế. Cái bà Việt Kiều ở Đài Loan ấy. Bây giờ lên mạng, lên cộng đồng xin lỗi người ta. Càng xin lỗi người ta càng chửi đó mọi người. Khóc lóc rồi van xin. Bó tay. Biết được cái hậu quả như thế thì lúc đầu đừng có mà chửi bới nữa. Cái bà Việt Kiều ở Đài Loan ấy là mình thấy bà ấy bán hàng đó mọi người. Bà ấy chửi người ta suốt, người ta chửi lại. Bây giờ bà không bán được hàng cho nên là bà ấy mới lên clip, bà ấy mới xin lỗi người ta vậy đó. Khóc lóc rồi xin lỗi. Toàn đảng, toàn dân. Bà ấy làm đủ. Chẳng giản đến đó. YouTube 보니까 과일도 싼데 팔더라고. 과일도 과일값 떨어졌어. 사는 사람 없어. 그리고. Chồng anh bảo anh xem thời sự đó. Anh xem ở trên YouTube ấy. Ở Việt Nam mình cũng không gọi làm ăn khó khăn đó mọi người vì cái đợt dịch này nè.
Ở bên Hàn Quốc này cũng vậy đấy, người ta không, những cái người mà kinh doanh mà không bán được hàng ấy là nhà nước người ta trợ cấp tiền cho nó mọi người ơi. Không biết là ở Việt Nam mình có cái chính sách đấy không nhỉ? Những người người ta phải thuê mặt bằng, thuê địa điểm bán hàng á. 한국은 다 값 똑같잖아. 그래서 다 값 떨어져. 거기 또 올라가. 올라가? 왜? Chồng mình bảo là bây giờ giá đất ở Việt Nam mình có lên không đó mọi người. Mình bảo mình cũng không biết chắc được mấy cái vấn đề này. Hình như là lên hay sao nhỉ? Ở Việt Nam mình thấy giá đất giờ càng ngày càng lên mà. Ở những cái khu vực như Đà Nẵng, Hà Nội á, những cái khu vực trung tâm đó mọi người. Mình thì mình không có am hiểu về mấy cái vấn đề đấy. Ai biết thì để lại bình luận để mình nói lại với chồng mình nhá. Mình 사람 같아. 느낌이 없어. 맥주집에 샀는데 손님이 하나도 없어. 가고 나가고 가죠. Nhà hàng, cửa hàng rồi quán cà phê bây giờ bên này á, hầu như là ít khách lắm mọi người. Hôm nay mình đi chợ cũng thế. Đường phố vắng tinh là không có người mấy đâu. 장사 너무 안 돼요. 걱정입니다. 힘내세요. 베트남 가서 다낭에서 삽니다. 다낭. 다낭. Chồng mình bảo mấy năm nữa. 잘해주세요. Mấy năm nữa cả nhà thích về Việt Nam sống. Về Đà Nẵng sống không mọi người? 다낭에서 오토바이 타고 커피 한 잔 딱. 이게 로망입니다. 로망. 로망. 꿈. 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 Chạy xe máy vèo vèo uống cà phê, sáng uống cà phê. Đà Nẵng. Không có băng, không bóng, không đòi chạy. Bên hơn chưa nghỉ xe? Muốn cho mình chỉ... Anh thả được. À, thôi thả không thể chứ mà. Mà thế. Mình đang bảo là ông có bằng không bóng rồi chạy xe máy vèo vèo người ta tóm. Mỗi bên hơn chẳng là người chẳng chẳng có. À, chờ kì, à gà xe thao ra người chẳng là. Chồng kì. Ừ. Ừ. Xe đạp điện anh và anh đi xe đạp điện đó mọi người. Ôi, no quá. Bết quá, bết quá. No quá. No quá. Phê bù lửa quá. No quá là phê bù lửa tạo. Bết quá, phí bù lửa tạo. Ôi, no quá mọi người, hôm nay mình ăn. Ăn cũng không nhiều mấy, nhưng chồng mình anh ăn thật gần hết một đĩa này mọi người. Mình ăn có 2 miếng, còn đâu là anh ăn hết rồi mọi người. Hôm nay hai vợ chồng quay đến đây thôi mọi người. Nhớ đăng ký nhân chương, like và comment để ủng hộ cho kênh của hai vợ chồng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Nhiều lúc hài dã man luôn á.